Dạ anh cây. Ôi nè dạ. Ủa kìa kìa kìa. Dạ dạ cái này đó ông Minh. Quá trời luôn rồi. Đây. Đây luôn ra nè. Ủa con nào này. Ủa trời. 6 con. Hả? Dữ thiệt. Dạ hết nổi luôn. Quá khứ. Quá khứ quá khứ. À, con nấy khủng khiếp khủng khiếp. Anh em bữa nay à, nếu mà 4 người mà ăn có khoảng chừng chục con là chục con trên 2 ký. Khá là chục con trên 2 ký không? Rồi cả nhà bữa nay mấy anh em đi tập trung vô đi đủ lưới cả nhà. Mấy em vừa thả lưới xong. Bây giờ bắt mấy anh em chuẩn bị đủ lưới rồi bắt đầu đi thăm lưới. Rồi chào cả nhà nha. Chào cả nhà. Rồi bữa nay mấy anh em đổi cách xưng hô rồi gọi chung là chào cả nhà. Bây giờ đang đuổi rồi, 3 năm rồi đang đuổi, nó cá nó phóng. Quá nó phóng. Hôm nay đuổi tờ lưới này ổ mới làm á. Ủa tờ lưới này dính bèo nhất cũng khoảng vài ký mà. Vì dính con qua ngoài mấy đìa luôn hả vậy? Ồ. Tới đây còn bay nữa. Yeah, dính được kìa. Ngay đầu lưới mọi người bắt đầu thăm luôn. Năm anh cuốn. Đâu còn con lớn nè. Mập. Còn con lớn rồi, cũng mềm nữa. Mập là thiếu mềm mới được chứ. Dạ anh cây. Ôi, nè dạ. Ủa kìa kìa kìa. Dạ dạ con này đó ông Minh. Quá trời luôn rồi. Đây. Đây luôn ra nè. Ủa, con nào này. Ủa, trời. 6 con. Hả? Dữ thiệt. Dạ hết nổi luôn. Quá khứ rồi. Quá khứ, quá khứ. Con nấy khủng khiếp khủng khiếp. Anh em bữa nay nếu mà 4 người mà ăn có khoảng chừng chục con là chục con trên 2 ký. Khá là chục con trên 2 ký không? Ngán cá chàng vậy là ý nói là chàng bắn hỏng còn cá ra ăn cái lội cá luôn tới đâu sợ tới đó luôn dữ luôn rồi bữa nay trời con này nó lú đầu lự chân kìa mà nó gắt banh tành chành hết chân gỡ ngược gì được nó xe tròn thì phải gỡ xu luôn á xu sao gỡ dạch bự đi dạch cái cửa nó mới được. Đừng cửa ra cái đừng cửa ra nó vậy mới mất ba con luôn 3 kg quá trời luôn ký thiệt luôn á có nó thộn luôn rồi tới giờ nằm ơi mới có khúc à cá này đúng sách là suốt cà luôn nè cà đúng sách trời ơi trời bàn tay để bàn tay vô thử thấm thế gì bất chặt được ta mình bự quá ta muốn còn có gì đăng ký cái gì là lon cá phi không cái vùng bên vậy chứ cái vùng bên bển á là cá phi 600 gram cá phi đồng nè ở đâu ở bên sông bên đây có cả ký luôn bển á tiếp tục nằm với anh ba anh gỡ xảo phía sau cứ không còn cái gì dưới luôn cũng dính nè cái này có cái gì dưới nào đâu dưới đâu rồi dưới con lưới này mình làm một cái đủ lưới này không có khi ồ chỗ đó 2 con hai cá mái không chống mái chắc cũng đều cặp á chống mái chống cái đuôi nó đỏ à thấy không đúng rồi đây là cầm cá nó bự rồi nó đi
hai vợ chồng đi đi chung luôn nè. À, chạy chung, chạy em ơi, chạy chạy chạy, chạy. Rồi dính luôn. Rồi dính luôn. Đang đi du ngoạn đó, ông chơi nó người ta. Ủa, cái trống nó ngon trời. Đó, hai con trả lên cái này coi. Ba con, bốn con, năm con, sáu con. Ồ. Sáu con luôn. Dữ dằn, dữ dằn, dữ dằn. Sáu con này chắc cứ được gần 2 kg. Quá đã. Cái lưới đơn giản như nó. Nó dính. Dính khủng khiếp. Mấy anh em mà đuổi ta thấy ta lưới gách quá sợ nó không dính. Nhưng mà cuối cùng nó dính gỡ nửa thao luôn, hơn nửa thao luôn. Chừng lát nó phóng ra ngoài luôn. Hai con. Ô dở không nổi luôn, bốn con. Bốn con. Không. Không có thấy cua mà sao đi đạp qua đụng hang hoài ta. Đây còn hai con nữa. Cỡ chơi hơn nửa tay lưới rồi. Cũng hơn nửa thao cá luôn. Rồi đây. Rồi. Vụt phóng ra con hả? Trong thao phóng ra hả? Chơi kỳ. Rồi anh em cuốn lưới vừa xong. Đầu lội lên trời. Cái trong cái mương này sâu nha. Mình chắc mình cúp máy mình mới lội ra đây được. Đây thành quả của mấy anh em văng lưới vừa xong. Đầy nhóc một thao. Bây giờ lội ra đây. Có cái gì đựng không? Đấy là mà có cái gì để mở. Chắc ra 1 chục con đi. Chắc còn không hết đâu. 8 con được rồi. Thì 8 con cũng được. Quá xá cả tô mát. 5 con này. Sống đi. Ờ, con đó đi. 6 con đầy, 8 con đầy é chảo luôn. Nè con đó, con này tròn lưỡi nè. Con trên tròn lưỡi nè. Nè, ừ. Rồi. Trống cũng được vậy. Được. Ừ. Tại 8 con đó một chảo thì không hết đâu. 8 con nữa chiên mấy quận, 2 quận. Ừ. Cái chảo không có chía nổi đâu. Cái này. Chứa gì chiên 2 lần chứ chứa gì chiên mà. Con nổ. Nhưng mà không có trong nhậu nè. Ú bự hơn thôi chứ không có ú. Đây bà anh rửa da mặt nó mịn lắm. Ừ, cái này là có nhiều vitamin bổ cho cơ thể lắm. Người ta nói do gạo ta lấy ta do hơi hơi á. Để đó là đó kìa chứ bây giờ ấy quá rồi. Giờ xài thuốc nhiều quá sức vô nổ mụn à. Hồi xưa phụ nữ lấy nước gạo cho gạo để sức mặt này. Rồi cho nước đó là kéo kia. Rồi xong đổ nước vô. Văng lưới nấu cơm ngoài ruộng giữa đồng mà hiện giờ trời mưa mịt mù, chuyển mưa mịt mù rồi. Mọi người thấy một vườn mây chưa? Mưa là mưa không phải là mưa chuyện nhỏ, mưa lớn luôn á. Biết quay xa luôn nè. Mà hên có cái chòi gách này chung cho đây chịu trận luôn. Cái chòi này nè. Anh hai anh đang qua ấy lò ga trồng nút sát vô trong đằng nào. Rồi chị đi bỏ cái dĩa ngoài đi để lát bỏ cá vô, rửa cá bỏ vô. Rồi anh hai vô anh nấu trong cái túp liều lý tưởng chồi mà cái chồi gắt tan cành đó chứ. Đợi nắp lại hạ lửa chút. Sôi rồi.
dính lên dính đá hết. Ừ. Rồi rồi rồi. Dính đá xong rồi rồi. Nó ở nhà có nhà luôn. Thì ao gạo mình cơm rất dễ. Dính đá cà le luôn. Khô luôn rồi đó. Giờ xé xé giờ nó khô luôn. Để nó bạn, để nó bạn, nó coi nó bạn. Quá quá, làm phải nhanh nữa. Rồi để nó lại đấy. Đó là một chút lửa nhỏ. Có 8-9 con cá, cái dĩa cà bá lửa rồi đừng. Giờ thấy vô đây. 4, 6, 9 con rồi. Mình để nhóc nó sâu luôn. Rửa nó sạch lại. Gió đi dưa lắm. Chắc ra, rửa chắc ra chứ sao. Bắt đầu chiên cá. Cá này chiên hồi đó thì khó để rửa ít ít chút bên hàng cho nó dễ dàng từ từ. Không dở ra cái chiên làm sao cho nó gần giờ nó vàng, nó vàng dữ á, làm xót trà nó mới ngon. Cái còn nó vàng không dữ, cái thịt nó giòn. Ừ, cho nó giòn nó dính lại. Không, bên nào không có đem chịu liễu theo coi con bọc nó sắp có mà. Cái này lát lấy chịu liễu dẫy mới được. Còn mấy con? Còn 4 con hả? 4 người mà ăn 9 con không biết hết luôn. Cá nó bự lắm. Anh quay camera gì nữa biết sẽ thấy cái nó nhỏ cho nó lớn lắm, lớn 8 phần là nó dính cho cái đầu chút xíu. Mình ra con nào nấy con nậu vô mở cái nắp bụng mở rồi cũng bụng bụng đợi nha, để cho nó ấy đi từ đầu, thấy cái đầu dưới nó vàng mình lấy chủ lĩ mình thử nhẹ nhẹ thôi. Có là rỡ từ từ cũng mà con túi à. Anh ba tiện sắt cà anh xót hết chưa? Còn có nhiều cà hả? Được rồi, có màu đúng. Có nói chứ sắt cà phải có cà nhiều mới ngon. Đúng rồi. Không có bận. Không trái vợ đâu ra năm trái đâu. Năm trái, năm trái mà không được to nữa chứ. Ừ. Trái to to là ổn rồi. Đấy. Ở kệ ngoài đồng ngoài bán mà. Kệ đi. Giữa ruộng có ông Nguyễn Kệ là đỡ nhất. Là gì có ông Kệ là mau á. Kệ đi trời ơi, kệ đi. Con cá chà bá lửa chiên rồi giờ nó dính cái chảo không rồi vậy nó chóc vậy. Chứ không còn miếng thịt luôn. Để ra để đại đi cho nó vàng tới trên đi. Để miếng này phan thì để rút con nhịn ra cho nó vàng giữ nó đi. Để nó chén rồi ấy cái này ra. Tất cả chảo nó chỉ dính rồi cũng không biết sao cũng bó tay. Kêu rồi bỏ anh bỏ cái chén ghế kêu ra. Được con chén cà chứ, chén cà này làm được như sốt chứ. Lớn. Nếu không còn quá thì nó lửa lên cho nó giòn lại. Quá trời luôn. Nó dính cái chảo chiên cá hết đẹp luôn, ổn quá. Cắn cá bự cả bãi lửa. Bình nó vô cắn nó câu cá lóc. Đây ông thợ ông nấu ông chiên con cá nè. Thành con cá cà bông luôn. Để dính quá trời dính luôn rồi, bây giờ không thể nào mà dậy được rồi. Cái chảo nó dính rồi, giờ lót lá chuối. 4 con sao chiên lót lá chuối. Chắc ăn mà nó không dính rồi đó. Dính không? Nóng thử rồi.
dính xuống rồi gắn xuống nha, không dính đâu. Ồ, cái này em mày để cho nó cứng cá không đi, cũng đụng rồi mình hí thử để cho nó cứng ngắt luôn rồi hả chả, như cho nó dạng. Sai lầm rồi cái mẻ đầu mình tưởng là cái chảo nó không dính, dính nát cá luôn trời. Mẹ này rút kinh nghiệm, chặt miếng lá chuối bỏ vô. Thôi nãy có đem theo mấy miếng lá chuối, không có miếng lá chuối là xong luôn. Thấy ok rồi, dễ dở lên được rồi. Mẻ này là xong, không thể mà tưởng tượng. Không, cái đó là nó nằm nó cạy nó đi, cái đuôi dưới chút đỉnh hay sao. Quan trọng là nó vàng, là bằng con cá này lát mình bỏ lớp trên cũng được. Rồi ổn này nó bắt đầu nó vàng lần nữa. Lá chuối nó khô rồi nó cũng vàng. Đầu này mấy anh em giờ dọn bãi ra chuẩn bị dọn cơm ăn. Sắp chín rồi. Bỏ ra bỏ xung quanh ra. Chấm nước mắm chua hả gì? Có làm nước mắm không ta? Đây, keo nè. Ăn với rau sống. Ồ, có cù nèo nữa hả? Nguyên đống cù nèo luôn. Gót con mắm vô dĩa, vô chén để ra đi. Cù nèo nó ngon mến. Cù nèo tính ra nó cũng dễ trồng hết nè. Rồi bốn con này tạm được. Ok, đẹp. Đã nát rồi. Cái bên trước nó nát quá trời, nát bên cạnh. Rồi cho một dĩa. Thành cá cà bông. Để đây một chút xíu nữa chín rồi còn sót cà, chén cà mốt được con chén cà. Tôi bây giờ tôi quen luôn đó, ăn cơm mà không có rau là tôi ăn ít xịu. Đúng rồi, ai cũng vậy đâu. Mà trên chảnh thì tôi trồng một vườn rau, rồi rau gì cũng có. Có thì bỏ một bọc sáng, bỏ cặp mai hè bỏ luôn rồi. để trồng cái gì bà ăn lúc cần. Thì chỗ đâu giờ có chỗ không? Có. Trời, trồng cái ít. Có à? Nhưng mà chỗ đó có nắng không? Có nắng có. Vô không? Không có nắng là trồng nó không lên đâu. Có nắng. Kiếm này kiếm kia trồng cái chút. Tại vì không biết sao không? Trồng gọn cái ăn không hết á, cái nó bò dài có khoảng chừng 8-9 tấc vậy. Đúng rồi. Mày không cắt nữa. Ừ. Dạ. Nó bò 8-9 tấc nhưng cái bắt đầu nó trồng sau nhà có vỉnh gì nè. Mình ăn mình ngắt khúc đọt rồi. Mình ăn ngắt khúc đọt còn khúc gốc. Cái vợ tôi nó cắt khúc gốc nó bỏ trong một bọc vậy. Sáng tinh lấy khúc gốc ra đem xuống trồng trồng đó. Đó, em có rễ là trồng rễ trồng. Rễ không? Ừ. Mắt nào cũng có rễ chứ. Có rễ là trồng im xuống là nó dính. Đi thì gấp quá rồi quên luôn. Trời ơi, cũng như cái ầy đâu cần bữa hỏi mình cắt mình ăn đó. Ừ, ngắt cái gốc lại giờ cỡ ừ. Trồng thấm chưa? Tôi thấy trên bờ mấy cộng mà tôi hái mà sót ra đại bỏ đó luôn á. Ừ. Nằm trên bạo lên luôn à. Đó, dữ dội ta. Lấy mọt cái phèn nó cũng chịu nha. Đúng rồi. Hành còn ngon á, chứ mơ phèn là rụng liền. Trời, cái hầm tôi á, tôi trồng vậy nè. Có sâu là cũng sâu lắm à. Đúng rồi, nó ăn không một hai đêm mà sạch bách luôn á, gụi luôn á, sâu á. Rồi chiên cái bắt. Ít cái bắt cái. Mình hàng ngày mình coi thấy có ít là bắt đầu mình bắt, mình tiêu diệt á. Tôi trồng trong cái mùng lưới chứ đâu có con sâu nào đâu. Đúng rồi, không có bốm mà không có bốm đậu đâu có sao đâu. Có bốm mới có sâu. Tôi mà tôi móc sình non ở dưới sông phải không? Xong rồi đem lên cái tôi mới giải vô trong sình non luôn á.
chạy diệt trùng á, sợ ba cái sáng bọng rồi đó. Cái tôi diệt nó cái tầng lễ tôi mới trồng. Trời ơi, sinh ra được có khoảng chừng 20-30 một gì đó. Trời ơi, Tùng Sơn nhóc. Bắt đầu xuống Tùng Sơn nè. Chứ dòm cái ra hỏi chứ hai nó không còn bụi. nó chết rụi chân rồi, lúc đó nó chết rụi chân rồi. Lúc đó con lúc chết nó mới gây lại. Lúc bị nước mặn tràn. Cũng gần nhà em nó có trồng cỡ tư. Mà mua nó không bán. Cần nước là cần gần này. Cần nước là nó nó không bán. Nếu còn cần gần là nó bán là có chút gì đó mà tính ra là mấy chục triệu. Ra cần nước là cộng nhỏ ha. Ừ. Ừ, nó trắng tươi à. Tươi à. Tươi. Nhưng mà ăn nó cái mùi nó đâu có mùi gì. Nó không ngon bằng cái nó giòn mà lại nó thơm. Thơm. Kia nó dai mà nó dai, thơm bằng cần nước là nó dai, thấy nó trắng gì cho nó dai. Mà nói với nó có thơm. Gần củi nó không bán. Trước mặt nhà của em vợ nó kịp chỉnh á. Đủ lên chỉnh mua là nó không bán á. Trời, mời cả nhà. Bán đâu không à. Mời cả nhà. Mời cả nhà. Là nó bán đâu không à. Nói chứ sầu. Sâu dữ lắm, nó bướm nó mê lắm. Vô nó đẻ trứng là nó ăn. Tùng Thịnh giờ kêu nó ăn mì cho tiền đó, nó không ăn. Bởi vì cái xứ nó nguyên cái xứ trồng mấy thằng trồng cao á, lợi nhà mình trồng nhỏ nhỏ vậy đó. Đủ nó cắt nó ăn bà cố luôn. Mà gà rau của nó trồng nó không ăn. Đậm đậm nó mê mồi quá trời. Cho nước rồi, nó quá. Hồi xưa ba cái bia này có năm nào ta? Hồi đó lúc mà nhỏ nhỏ có bia chưa? Đó, bia là nó cái dạng sao? Bia là cái bia đại trà, cái bia thí dụ là bia hơi á. Bia ấy còn hồi đó trước á. Bia hơi là năm 2000 có phải không? Cái bia gì lúc trước tôi nhớ cái bia gì mà trong cái chai mà cái chai thổ lũy mẹ bia hơi gì đó. Hơi. À, chứ đâu có dùng mà bia thùng bia ít lắm có. Hồi đó chỉ là bia đó không đó, bia hơi á. Là ta bán mình lít lít á. Hồi đó là chào nhỏ à, đó mà đi nhớ đi đám cung cơm rồi mỗi ngày ông quải cặp nách theo lít rượu. Trời ơi lít từ 2 lít 3 lít 5 lít, lít chục lít luôn. Rồi cái sau này cái nhớ không? Quay vụ bánh. Thì đó. Đi bánh cái bánh. Cái từ từ cái qua cái chậu đó cái sau này bỏ đường. Rồi bắt đầu sau này bây giờ bỏ. Bây giờ xong tiền bỏ. Không? Sau này là tiền không? Dạ, tiền với bia. Bia thùng. Bây giờ chỗ tình nghĩa ấy lại thì bia, không ấy tiền gì không. Chứ giờ ai cầm sách dài củ lít củ trắng là trời. Hồi đó lít củ trắng là quý rồi đúng không? Trắng một ha. Đúng rồi, củ trắng là quý. Ừ. Không nhớ không cái chai mà năm tám mấy là lít rượu là thấy quý lắm. Ừ. Quý. Cái chai nước mắm mà bằng ngủ đó. Trời ơi, lủng lẳng. Rồi sách đi thì phải đủ củ kiếm cái chai về chứ. Ai đem cái chai về, nó chai xanh. Đang trả chủ quán ta chứ. Bởi vậy chẳng trả ta đông rượu chứ. Thì nông dân ở trong ruộng có gạo với có gạo đủ rồi. Nhưng mà cái kinh tế cái nguồn thu của dân ở trong nông thôn là nó rất là kém. À đó anh nhớ làm ruộng không công 10 dạ mười mấy dạ là trúng rồi mà mùa không? Mẹ cái chào đó. 15 dạ là mừng lắm. À, bắt đầu quay lại rồi làm lúa giờ hồi đó ăn công mà đó bên dùng tôi bển nằm chỗ mà nó ngập tới gúng luôn bây giờ có bằng bà mắt cá. Đó mấy cái máy mẫu luôn mà đó đâu có để nhổ nông bọp ăn thôi. Cái gì đó không có kinh gạch thoát nước. Đúng rồi. Bây giờ có cái máy dầu nào? Hồi đó là có cô Lê Tân là nông dân làm ruộng thì giao cho trời. Ừ. Có mấy thuốc sâu thuốc bọng vậy? Ừ, cùng đó. Cái có nhiều nhiêu mà. Đâu? Trời, có nhiều nhiêu. Sâu thao ăn nó bắt đầu lấy nước cước nè. Kéo. Xuống nhau kéo. Thì đó, hồi đó là kéo hết đâu? Cái hết con khỉ khô. Nó cũng giảm thì thôi giảm 10 thì nó giảm cả 3-4 được. Vậy chứ cách nào làm? Chỉ có cách đó mình lấy đâu rồi? Trời mưa đâu cà lụng máy đâu bơm. Đó nước đâu có xả được hả? Xả ở đâu? Mà cũng ở ruộng nương rồi đó cũng không có bờ cổ gì đâu mà bơm nữa. Chỉ là mênh mông gì sống này qua sống kia. Mà tôi hỏi ông bây giờ không có cái máy vợ máy đâu bơm, máy gì bơm? Ông nội tôi bơm nó. Rào đâu có máy gì đâu. Hồi đó mà ai có nhà ai có cái máy bê chín nào như cô Lê Tư là người đó ngon rồi đó. Cô Lê Tư là có giá trị. Nó bê chín thì nó mắc rồi. Nguyên cái xứ này đó có ai được mấy cái máy bê chín? Là cô Lê Tư không? Cô Lê Tư mà được mấy cái đâu? Ít lắm. Tính qua tính lại cho thời gian nó có lâu bây giờ thay đổi ha. Ừ. Việt Nam bây giờ mặc áo mới. Thôi mình vô cái nữa đi nắng rồi. Cảm chi tay. Bye cả nhà.
Muốn tạm dưới tay đi. Ở nhà vô dùng chung với mấy anh em rồi chắc xin tạm chia tay quá. Giờ cũng nắng lên rồi. Hồi nãy quay nó đã mưa đã tới nắng, bây giờ nắng luôn, quéo người luôn. Rồi ông ba vô đi. Cũng phải trình với cô chú anh chị rồi chứ. Ăn cũng ngon đây quá. Thôi đâu cũng dài, xin tạm dừng tại đây cô chú anh chị nhớ cho mấy anh em like và đăng ký một lần nha. Góp ý anh em làm như thế nào. Thôi xin hẹn lại clip sau, bye bye. Bye bye. Bye bye.